một bước sát cạnh đó, nói xa ra xa vậy, và gần bước nó phải có một vâng phải đi trước người tiền trạng non đang chờ đúng không? Đúng đó, mời mời thầy đi với chỗ một tí qua đi thôi thì con cứ mời xa đừng nước đi không phải đi với nhau rồi chắc là con nhà đầu tiên đúng thế đầu tiên á nhà đầu tiên đấy con hơi bị bất ngờ báo trước lời chung chạy trước rồi thì ông Tường hôm qua có báo trước rồi mà còn con cũng thành hơn ba ông Tường hẹn con tám giờ mới như này con có thấy cũng hay duy trì được ngoài cung cung vất vả cái đó là thời gian mà nghe đấy cái nào hôm qua mới được vấn về đã là gì ngay rồi là còn xếp được khác làm rồi thôi hai ba mũi để quay một mũi mới nhanh được ba ngày bốn ngày rồi Lâm ơi rồi đây quả giáo sứ nha một cái phong bì để chị ơi cháu thôi chúc mừng và chào chào cháu quyền thân nhà rồi nói rồi cho cái cháu nào nó phải được mình đây đây trên đầu ấy cha nhưng mà cái chú kia thì bà mẹ chú hay rất rất to to ấy to to con hai chú cháu này là hai chú cháu đấy nó đi muốn ngã mà thế nó không ngã ồ đấy trong nhà đi trong nhà chứ mà còn có sợ to không mà thì hôm nay cha cũng như bà giáo cũng như cô cũng Yeah.
chuyển ba nhà đấy cùng với bà Sự, với bà Văn Thịnh là năm người, những kia có hai người bây giờ đi nhà là tới người đấy mà thiệt. Ai cho đồng nào cứ xin lễ cho ông ngoại, hai chục ba chục của cha, cứ bỏ bóng cứ xe. Nhưng mà thấy nó đi xả ba, để nó bé, rồi đây đây là người cha. Thì hôm nay cha cũng như ban hành giáo cũng là ông Trùm thì trước hết để ông thăm sức khỏe và đứng ra đây và thăm thì cũng là trong tình thương mới và đây là tổ chức của ban hành giáo và năm nay cũng là quyết đến gia đình để thăm hỏi và tặng quà. Cảm ơn cha vì được ban hành giáo. Cha năm nay được mời cho thân cả. Cảm ơn cha đi cha đúng không? Cảm ơn cha. Đúng không? Cảm ơn cha. 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 Vâng, rồi nha. Vâng, thăm chúc cho mạnh khỏe. Vâng. Cha đó cha ông con cháu con. Hôm nay có cha bạn giáo cũng đến thăm hỏi là cô nhá. Có công nhà không? Ông bà công có nhà không? Ngoài nói ra luôn đi. Ngoài công có nhà gì vậy? Nói nhà. Không. Biết bà. Cũng xin chào cả hôm nay cha với ban hành giáo với ông Trùm cũng là nhân dịp sắp sửa sang năm mới đến thứ nhất là chúc tuổi của cô, thứ hai là có nghe cha cho mình tặng được con cái nhà biết rồi đủ thứ đi thì con trước con làm là thờ con gánh hết con làm đấy. Thì hôm nay cha như vậy giáo có quà để tặng cụ đây dùng nha. Vâng, một tiết quà năm mới nhé giữa cô. Vâng, cảm ơn cha đến thăm. Vâng. Đây là chị bà sơ hay là chị dâu rồi chị dâu có số bà sơ không nhỉ? Không đúng rồi, điện thoại đem cho chị đi. Vâng, thì hôm nay thì cha cũng là giáo nhân chủ đến thăm gia đình của các cháu khuyết tật, mời người cháu cũng có nhà, mời tôi bố đại diện nha, mời thì chúng tôi cũng đến một cái là thăm hỏi đến mừng tuổi, mừng và không có quà để tặng nha. Vâng, cảm ơn cha ông cảnh ông tôi nhé. Vâng, có gửi cho cháu vào cái phong bì lịch sử năm mới cho cháu nhé. Vâng, cảm ơn cha ông cảnh ông tôi. Vâng, thầy chào ông. Mời bà nào đây, mời bà đây. Mời bà đứng ngoài. Mời bà ngồi đây em đây. Bên là sáng, bên là sáng được. Bên nào mà sáng được. Bên sáng được, sáng được, sáng được. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Vâng, 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 vâng,
Ba phần ba thành công. Là tôi đợi cá phần tôi. Thấy một chút, một chút. Ai là chị ai vậy? Cháu rồi. À vậy hả? Nghĩa là ngày xưa từ Bắc sang Nam là có một cái phép mà biết là cúng dạ gì này từ Bắc sang Nam cứ từ mà thế mà cũng là một lần trên từ ngày đó thì giờ sức khỏe không cho phép rồi trên từ từ yêu đi thì hôm nay cha cũng là bạn của cha và ông trắng và ông trùm sang năm mới được nhiều ơn lành của Chúa, cha
giáo huấn cho chúng con thêm một ngày một đức tin mạnh mẽ và lòng thương xót của Chúa, và chúc cho ông Chánh và ông Trùm có được nhiệt tâm hăng say phục vụ tông đồ để giúp cho giáo xứ của mình thăng tiến hơn. Con không đi nhà thờ được không? Có chủ nhật con chủ đi thôi, con phải đi thôi, có người chở đi. Được, có chở lăn. Chủ nhật con để cái xe này đi. Chấp nhận nha. Chấp nhận nha. Về là đón được bao nhiêu cái xuân rồi? Tám mươi sáu rồi. Sắp sửa đón cái Tết 87. Vâng. Ba năm khỏe, ba năm đi lại khó khăn. Lúc ba nhiêu thì ngồi cái chân đau thôi, nhưng mà bình thường. Có còn nhớ cái Tết đầu tiên là làm sao không? Dạ. Có nhớ cái Tết 1 tuổi không? Thôi thì bây giờ nhé, cuối năm rồi đây, đầu năm mới nha. Rồi bên bác ái của giáo xứ cũng đến hỏi thăm bà, rồi cũng chúc mừng năm mới nha, chúc mừng năm mới nhé bà. Chúc bà thêm được một cái Tết nữa, hạnh phúc cho con Chúa nhé. Rồi bên bác ái cũng có một món quà của giáo bà nhé. Rồi, ông bên này, ông bên được đứng dưới. Rồi, con chị. Rồi, chúng ta cũng có một món quà đến người bà nhé. Rồi, bây giờ mình đứng lên mình tạ ơn Chúa nhé. Thôi ngồi đây hướng lên bàn thờ nhé. Mình tạ ơn Chúa nhé. Rồi. Không, con muốn đi. Để trẻ đấy. Bà bố thì có hai người, một là anh Vi thì anh mất thì nó quá rồi mấy số mà năm nay, và cô này nữa, cô này năm nay cũng phải 40 mấy rồi. Bà bố nhà nó bình thường, nếu mà nói chuyện được không, nói chuyện nói được mà, nói chuyện được ta bình thường không vậy à? Con út là bố à hay sao? Con út là bố đấy. Thế mà bác học cũng được không? Hay là nói chuyện không biết có được không? Mày à? Mày à, cháu chờ đi, chờ đi, chờ về. Đi chờ về cho con. Đây lâu rồi. Để cứ ở nhà rồi, rồi chăm sóc cho con cái. Không có con cái gì hết. Không có con cái gì hết.
rồi chào em, nhà em hả? Vâng, em vừa về và cũng xin chúc chúc lành cho bà và cũng chúc lành cho cả những người liên hệ đến mẹ nữa. Nghe để mình về một cái cũng có một cái món quà. Đây, có bà đã sử dụng của công cụ. Rồi, đây có một món quà nhá. Đây, đây, tay, tay cầm, tay cầm. Rồi còn nữa, đây, còn phong bì nữa. Anh biết của anh không ghét. Rồi. À, thôi bây giờ mình cũng nhập một ý để mình tạ ơn Chúa nhé. Tạ ơn Chúa để mình cầu nguyện cho bà cũng có sức khỏe để ơn Chúa. Chúa ơn người thầy trời bà con, Đức cha chị em, chị cha thầy em, thầy là phúc nhiên trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được thức ăn này và tha thứ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho đời chúng con xa trước cám dỗ, nhưng từ chúng con còn khỏi sự trước cám dỗ. Mấy chưa? Thứ ba, thứ ba, thứ ba, 23 tuổi rồi. 23 tuổi rồi. Này cha đi thăm con mừng không? Đây. Vui quá đi chứ nhỉ. Năm bao nhiêu thì mới bị như thế này nhỉ? Để ra thăm là cháu nó bị thở không được, cái nhà thương này, cái nằm là thương cả hơn 5 trời. Về cái nằm nuôi, cái nằm có như là đấy. Bác sĩ bảo đau, đau nhẹ. Còn mấy anh người mấy chị kia thì hai đứa lớn làm sao anh kia là như vậy là nhà có mấy có ba đứa mà thằng lớn hai cháu đây út đây nhưng mà nói chuyện như vậy cũng biết không biết biết ôi giời nãy giờ nói nhiều lắm cái này cảm động quá cảm động quá cha đi thăm mà cảm động quá sinh nhật sinh đây là gì đấy thôi để có thể tìm hỏi có đi nhà thờ có đi lễ không? Lễ ngồi ở đâu? Lễ ngồi ở đâu? Ngồi lúc đến sáng đến chiều. Thích thì lễ lắm mà đâu có biết cái chuyện gì đâu, đâu có đi học biết cái chuyện gì là lăng xăng lắm ở trên nhà thờ suốt cái đây làm hăng đá không biết gì đâu, đứng lên lăng xăng trên nhà thờ không làm lễ lớn là cả có mặt nhưng mà nhớ biết là mình lên 23 tuổi rồi. Và năm 93 nhưng mà để ăn uống hả? Kiêng không được. Không biết mà kiêng. Không biết chích là hai cái rồi nếu mà mỏ chỉnh tay người ta chỉ do cái kết quả cảnh là vào nó cơ của cái dạng như cái bút chuyển áp mà bao lâu là chích một lần ngày chích là chích một ngày chích một lần chích của nó lúc thường hại là nó chai cứng như này đó có cái chích một ngày chích 500 nghìn không một coi như cái đấy chích được cả tháng đó là anh một bút như cái bút cái sẽ như cái cành cành nhưng có chịu đọc in để chích thì mà sao nó đẹp quên không chích thì nó không gọi nó gọi bố là chích ừ. Ô nãy giờ ăn xăng lắm bây giờ yên đấy à. Nói gì với cha đi nói gì với cha đi cảm ơn cha đi nhưng cảm ơn các ông nữa rồi đây nha anh trai tám nha có một món quà nha để ăn tết đây có một món quà nha chúc mừng tết ăn tết vui vẻ nhá rồi cảm ơn cha nữa đi nào là mình cũng cảm ơn Chúa nhé, cảm ơn Chúa cũng cầu chúc cho gia đình chúc mạnh khỏe, để ơn của Chúa rồi Chúa cũng ban cho sức khỏe để chăm sóc mọi người để thành của Chúa đây, của Chúa để Chúa sẽ ban đủ sức để chúc ơn cho gia đình, cảm ơn Chúa. Cha cả sáng đưa cha đi đến đi cha tại thiên dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay được thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cả con nợ chúng con xin cho để chúng con xa trước cam cho nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen xin cha và con và thánh thần rồi chúc mừng nhá rồi đi về nhá cháu lớn thì đi bán hàng
đó rồi mới biết ra điện. Ừ. Điện hay bình thẳng chạy sang xem nam nào nhá, sợ ông chơi ông ngã thì không biết gì, nó đâu có kêu được. À. Đang đến giờ chuông cái là nó đập cung mà lên để đi dậy đi lễ. Sau này ai mời đọc kinh hết con nó biết con quen thì nó làm giấy nó lại này nè, nó làm dấu ở này. Lúc nào nó khôn lắm, chuyện thương cha là không có sản xuất một cái gì. Và đồng tiền to đồng tiền bé là không có lấn đi đâu hết. Chỉ vậy thôi chứ mình không có cả lấn đi. Nhưng bây giờ cái đề nào đấy được? Yên nghỉ hết. Bây giờ cũng là nhân dịp cuối năm, à cuối năm biết đầu năm mới thì cũng đến danh ca của giáo sứ với là của các sở viên của mới này không chỉ là ở đâu. Và với họ trong gia đình thì là với những anh đang là bị hoàn bộ kia. Và cũng có gia đình có được sức khỏe của đang khỏe mạnh, ông thầy chú để chăm sóc người yếu, người bệnh, chắc chắn là chú sẽ đủ để cho gia đình cũng được làm vui vẻ, để trong cái thay niềm vui và trong cái ơn mà chú đã tặng ơn ban cho, tại vì em cha mẹ cũng có một món quà, tôi muốn gửi lại cho anh thì chúc anh năm mới. Đây có một món quà này, bây giờ không nói gì không biết gì, nhưng mà khi mà ăn á cái thìa chạm vào cái bát thì biết há mồm. Nhà bên bàn cà ri cũng có một món quà để cho anh nhá, đây cũng có một cái quà nữa để gửi cho anh. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Lấy tay cầm đi, lấy tay cầm này cần được không? Không cần này. Sợ tay sợ. Chắc sợ tay sợ. Sợ. Và có một ông chùm là chăm sóc anh không? Vâng. Này có một ông chùm chăm sóc và các anh chị khác thì cũng là anh nhạc. Dạ. Mình biết được nó không? À, hiểu ý. Vậy là có nghĩa là ăn uống thì tại chỗ, vệ sinh cũng tại chỗ luôn. Vâng, có lót tã. À, vâng. Cứ hay ta thế nên là bị não. Não bị não dẫn đến toàn thể cơ thể của mình không hoạt động được, bây giờ cơ gần cốt nó co lại. Ăn phải ăn chắc phải ăn mặn mình ăn sao ăn vậy? À vậy là được tiêu hóa tốt. Vâng. Mà cứ nào không ngồi được không cứ thế này mà xoay
Nếu mà giờ mà nóng quá nó quay lung tung. Đấy là người ta mới phải làm nó chân không quay đèn đó. Vâng. Và ông bị mới bị cái mắt sưng như quả trứng luôn. Nó vào vào cái tường tím bầm hết luôn. Trong cái trứng gà luộc xong lăn trong khỏi. Cứ một tháng này hết một cái thùng đá này ra. Ồ, bây giờ một tháng này. Một tháng thùng này đấy. Vâng. Coi như một ngày cứ một ngày một cái. Vâng, ngày hai cái khó. Vâng, cứ đáy là phải thay. Và đáy là thay. Mà để trên này thì ông chủ cũng phải đi xuống rồi. Dạ vâng, thì ở trên này luôn. Đọc ở trên này rồi, ít đi xuống. Bây giờ người ta thăm bên này người ta khỏi camera. Để gắn đây, sau này dưới có cái tivi đấy mà muốn coi cái chỗ mình hay hoạt động. Mình trông chói được. Có cả trông ai đó. À, phải có cái camera. Trong ngày xưa cho nó xanh bị một cái máy hút. Máy hút. Khó khăn đấy, hút là hút mà xanh là khó. Cái người mà điều chỉnh cái máy hút không biết điều chỉnh. Nằm mát quá, đâm ra nó kéo dài cái đầu ra. Thế bị chấn thương. Sau 3 tháng nó phát bệnh nặng luôn. Cái ngày xưa thì ít mổ mà cứ khó khăn là nó cho mà cũng không có thuốc. Thì xong là cái thời điểm đó lại còn hay cúp điện nữa cơ. Có cái cúp điện ấy mới khốn khổ. Cái đó là nó dùng cái máy bơm như là bơm xe đạp ấy, nó hút ra. Xong rồi nó cắm cái đầu hút vào, cái đầu này nó rút ra. Cái ngày xưa cũng nhiều người cũng bị rồi. Làm ngày xưa máy móc đâu nó có ra cái có máy bây giờ. Về sau bắt đầu nó lại ra cái kiểu nên nó dạy. Thì nó tương đối là gần giống, nó dễ hơn. Chứ ngày xưa nó chả có cái gì cả, nó cứ cho cái máy hút vào, nó cao cái cho vào cái đầu nó phụ rồi. Đi sắp hết cái này nói chuyện thôi cơ mà. Chả chứng đi rồi bên. Đồng chí hôm nay phải đến thăm anh, là đến thăm anh để đến thăm gia đình. Chả chứng thì đi nhanh lắm. Chả chứng thì đi nhanh. Chắc mình xuống kia là mình tái ơn. Nay lương thực hàng ngày và tan là chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con là chúng con. Xin chưa để chúng con xa thiết cám lúc, nhiệm kêu chúng con đó có sự giữ. Amen. Nhưng mà chị kia thì lâu chưa bị từ hồi nhỏ hay là già là cháu được 1 năm rưỡi. À được một năm rưỡi. Nó chạy vùng chung quanh nhà này xong một đêm, đến đêm thì đúng 12 giờ đêm nó gọi mẹ ơi mama, nó nói cho con hai câu. Thế là con sầu nó mệt như thưa rồi, chẳng có ngồi được mà chả có đứng mà chả làm gì được. Mà là em chỉ nói một câu đấy xong không nói được nữa luôn. Và thế là mấy con đi bế nó vào trong nhà trai nhà Minh. Con bảo cha cha con đổ 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 quá cho con như thế này em hát phòng biệt nhiều với cháu thì con không làm gì được đâu. Thế cha bảo thế xuống bà cứ yên chí lên chí đi, thế là thánh giá chú gửi đến cho chị làm được chị để được nhiều hơn nữa thì mai nó khỏi. Thế con có hết tiền người ta còn bằng mấy đây này mà người ta còn chữa được, mà bây giờ còn này như thế này còn chữa chữa được dễ dàng lắm. Thế là con về nhà này, con về nhà này con ngồi đây nó bảo rằng là mẹ ơi xe con ngồi cho mà xem. Thế là nó ngồi lên được, thế là nó ăn cơm được. Còn trước là một ngày phải mấy ký cam nó uống hết mà nó chẳng ăn cơm gì cả. Có một ngày nó bắt cho 3 ký cam mà nó chỉ uống nước cam không uống gì. Đấy là còn nhỏ đấy. Vâng, còn nhỏ. Con 5 rưỡi. Cho bà con bánh không. Cảm ơn.
lên lên trước cửa. Vậy là đến thăm lại đặc biệt đấy. Vâng, thăm lại đặc biệt đấy. Vâng, thăm mời con là cũng đau tí gì làm sao ấy. Thì con cứ đi ra cái mộ của ông cha chính nhân này nè. Thế là con cũng nói với cha, cha cầu nguyện cho con, bố con không còn là còn cha cầu nguyện cho con để cho con khỏe mạnh này, con để cho con cái con. Thế là Chúa lại ban cho mà trước con cháu có tiền đâu. Con cứ trông cậy ơn người ông cầu nguyện cho con thế này rồi. Chà, con sinh nhiều con thì lại có nhiều cháu lại có nhiều lòng. Thế là cha Chúa lại khẩu. Ban cho con đấy. Nhưng mà mày nhìn cái chân đúng. Chân nó bị ấy à? Dạ, đưa chân hai cha, hai cha này hai chân nó đều con mềm xèo à. Vâng. Cái này ngày xưa con phải đục cái lỗ này này ra để có cái que đi từ đây sang bên kia mà cũng không đi được, nó đi nó có sự đúng không? Vâng. Đi nhà thương phục hồi quốc gia người ta cho cả giày, cho cả xe. Cái xe này là được bao nhiêu năm rồi là mấy chục năm, cái này cha này nó bao nhiêu tuổi là được mấy chục năm rồi. Vâng. Một tay chứ không phải đâu. Tay thì chú anh học khỏe ạ. Một tay thì... Tay trái của bà cha. Tay trái khỏe ạ. Tay trái khỏe ạ. Nhưng mà tay không có bê đồ nặng được không? Dạ được. À đấy được. Chỉ cũng chân thôi. Chỉ cũng chân thôi. Nhưng mà vì chân là từ hồi đấy luôn. Vâng, bị cảm ơn. Nó với mẹ là ngồi thôi. Nhưng mà nó với mẹ không nói với mẹ là đứng. Đứng được rồi. Đấy được rồi. Chị nó em nó cái xe nào em chở cái xe nó vẫn đi lấy đấy cha, 2 triệu đấy, có người ta bán rẻ cho mấy triệu bạc, người ta bảo bán rẻ với nó để đến thăm ông bà tối rồi con bảo cha bảo cứ như là với ông ngày bị tính từ trước. Ông chán đấy đợi đi, ông chán đấy. Ông chán. 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 Con cũng ta là con là chúng con xin cho để chúng con ra trước cam dỗ những khi chúng con đó khỏi sự chữ amen. Này con chào bà cụ cha chúng con cảm ơn bà cụ chúa là thần cha cảm ơn đau cháy hồng tất cả công xin cha chúa ban cho chúc thành chúa cha nhà cha nhà 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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.